ở địa bàn vùng sâu huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Hiện nay vẫn còn duy trì một giống lúa đặc sản của đồng bào Ba Na, được gọi là lúa Ba Chăm. Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Ba Na lưu giữ phát triển giống lúa đặc hữu này, thời gian qua, huyện Mang Giang đã hỗ trợ bà con liên kết với hợp tác xã sản xuất lúa Ba Chăm. Huyện Mang Giang đã xây dựng hai chuỗi liên kết lúa Ba Chăm. Từ 2019 đến 2020, chúng tôi sản xuất được 60 hecta cho bà con nông dân và hợp tác xã nông lâm nghiệp dịch vụ Đắc Trôi đã thu mua và tiêu thụ hết sản phẩm. Tại huyện Mang Giang, xã Đắc Trôi là địa bàn có diện tích lúa Ba Chăm lớn nhất với khoảng 350 hecta lúa. Tham gia liên kết với hợp tác xã, nhiều hộ dân Ba Na đã thay đổi phương thức chọc tỉa lúa, chuyển sang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo Ba Chăm. Ủy ban và hợp tác xã cùng với hợp đồng phối hợp với bên phòng nông nghiệp để hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc là cách trồng. Trước kia là xã Đắc Trôi đây là che trốc là trốc bằng cây, là hiện tại là lấy cái bằng máy. 10 hộ đang ký kết với hợp tác xã, nó cho phân bón hữu cơ để đảm bảo về chất lượng về cái giống cây nó phát triển tốt, bảo đảm về chất lượng. Như thương hiệu của Ba Chăm thì thời gian qua thì giá cả thì rất là cao, trước thì có 5.000 thì giờ được sau đến 7.000. Nhờ cái liên kết theo nghị định 98 thì giữa bà con và hợp tác xã cũng như các đầu mối của hợp tác xã được sản xuất một cách liên kết trên một chuỗi, thì hợp tác xã sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, cũng đưa những trang thiết bị máy móc vào để bà con sản xuất. Khi mà có chỉ dẫn địa lý cũng như các sản phẩm OCOP được công nhận thì sản phẩm gạo Ba Chăm của hợp tác xã đưa ra thị trường được người tiêu dùng đón nhận. Không chỉ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý cho vùng sản xuất lúa Ba Chăm Mang Giang, mà gạo đặc sản của đồng bào Ba Na còn được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Gia Lai. Qua đó, giúp hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa hạt gạo Ba Chăm đến nhiều tỉnh thành trong cả nước.